chấn động. Tiên tri báo trước cực chính xác, đúng 7 ngày tới tháng 10 âm lịch năm Giáp Thìn 2024, tuổi Quý Mão sinh năm 1963, gặp thời phất mạnh, khổ mấy cũng đổi đời đại gia, tiền vàng cứ thế ào ào kéo về nhét chật két, trả sạch nợ nần, giàu sang phú quý bám thân, an nhàn hưởng phúc lớn. Kênh Minh Đường Tử Vi xin kính chào quý khán giả đã đến và quay trở lại trong chương trình ngày hôm nay. Thay mặt cho ban biên tập chương trình, kính chúc quý khán giả luôn khỏe mạnh, hạnh phúc và trải nghiệm được nhiều điều bổ ích để cuộc sống gia đình luôn an lành và thịnh vượng. Kính thưa quý khán giả và đặc biệt là quý bản mệnh tuổi Quý Mão sinh 1963 thân mến, có câu nói, thành công không có chỗ cho kẻ lười biếng. Người tuổi Quý Mão sinh 1963 vốn không lười, chỉ là mau nản. Đời người giống như xây nhà vậy, móng nhà mà vững thì nhà mới được cao. Đầu đời chăm chỉ, vất vả thì nửa đời còn lại nhẹ nhàng, an nhiên. Mong các bác có thể cháy hết mình vì điều mình mong muốn một lần trong đời. Và mới đây nhất, sau khi xem tử vi từng tuổi, thì trong 12 con giáp, các bậc thầy tử vi phương Đông bất ngờ chỉ ra rằng, đúng 7 ngày tới này, nếu như bản mệnh tuổi Quý Mão biết cách nắm bắt thời cơ và luôn nhắc nhở mình cố gắng phấn đấu, thì bản mệnh sẽ được thần tài, quý nhân phù trợ, vận trình xoay chuyển, sự nghiệp, tài lộc phất lên như diều gặp gió, trúng lớn liên tiếp, tiền tỷ cầm tay, mua nhà đẹp, sắm xe sang, làm từ thiện cứu vớt thiên hạ. Trong lá số tử vi ngày hôm nay, kênh Minh Đường Tử Vi sẽ cùng với quý khán giả luận giải về tử vi của người tuổi Quý Mão sinh 1963, đúng 7 ngày tới, giúp quý bản mệnh chuẩn đoán được vận trình công danh sự nghiệp, tiền bạc, tình cảm, gia đạo và sức khỏe của bản thân, cũng như những thuận lợi và khó khăn của mình. Đặc biệt, chúng tôi xin cảnh báo về ba hiểm họa tiềm ẩn trong vận trình tử vi đúng 7 ngày tới của tuổi Quý Mão sinh 1963 mà chưa từng có ai tiết lộ. Nếu như bản mệnh tránh được ba hiểm họa này là đắc tài đắc lộc, tiền về ngập két, từ nay hết khổ đổi đời, siêu giàu. Mong rằng quý khán giả sẽ yêu thích video này và xem hết video để nắm bắt cơ hội vàng đổi đời giàu có, cuộc đời sang trang quý khán giả nhé. Người tuổi Quý Mão sinh 1963 thuộc mệnh kim là kim bạch kim, hay còn gọi là vàng trang sức, là con giáp đứng thứ tư trong thứ xếp hạng 12 con giáp. Quý Mão là hình ảnh những con người thông minh, mưu trí, nhanh nhẹn và có con mắt tinh tế, nhìn xa trông rộng. Người tuổi này rất tốt bụng, nhiệt tình và luôn sẵn sàng giúp đỡ những người gặp khó khăn. Họ có khả năng thích nghi với hoàn cảnh, chịu đựng những áp lực của công việc, cuộc sống. Quý Mão là người rất tinh nhanh, thông minh và cực kỳ nhạy bén, nên họ luôn thành công trong lĩnh vực toán học hay kế toán. Quý Mão sống rất tình cảm, thích yên ổn, luôn nhạy cảm, là người đối đáp giỏi giang, khéo léo, thông minh, yên ổn, may mắn, làm việc siêng năng, tài lộc không thiếu. Quý Mão rất dễ bị tổn thương vì những lời nói gay gắt, phê bình của người khác. Bình thường thì rất vui vẻ, cởi mở, nhưng một khi đã bị xúc phạm thì sẽ trở nên thờ ơ, lạnh lùng một cách đáng sợ. Đối với những người thân xung quanh, họ luôn thể hiện sự ân cần, dịu dàng của mình mọi lúc mọi nơi. Điều đó khiến mọi người cảm thấy hài lòng và dành nhiều tình cảm yêu mến cho Quý Mão. Quý Mão là người coi trọng tình cảm hơn là tiền bạc, giàu sang, uy quyền với họ chỉ là giấc mơ phù du của con người. Một khi đã tập trung vào công việc thì họ sẽ khiến mọi người kinh ngạc về sự nhanh nhẹn, thông minh và tài trí của mình. Người này làm việc năng suất gấp nhiều lần so với người khác. Tuy nhiên, họ chỉ thực sự hứng thú với công việc của mình khi cảm thấy thoải mái, tự do. Nếu cảm thấy mà quá áp lực hay quá căng thẳng thì sẽ nhanh chóng bỏ cuộc. Có lúc, sự bình thản của họ được cho là thờ ơ, vô tâm, vì khi mọi người đang cùng nhau hợp sức để chiến đấu với những khó khăn, thử thách, thì họ lại tìm đến những nơi yên tĩnh, trong lành để nghỉ ngơi, là người rất bảo thủ và không chịu nghe theo lời khuyên của bất kỳ ai. Quý Mão là người trầm tư, bản chất cực kỳ nhạy cảm khiến họ dễ bị tổn thương và buồn phiền vì những chuyện cãi cọ. Năng lượng thủy củng cố bản năng nhạy cảm của tuổi Quý Mão, con giáp này không thể chịu đựng những bất đồng ý kiến. Người tuổi Quý Mão tính ôn hòa, mềm mỏng, chuộng hòa bình, cử chỉ và lời nói luôn nhã nhặn, thanh lịch. Với bề ngoài nhã nhặn ấy làm cho mọi người dễ hiểu nhầm về bản chất của họ. Thực ra, họ là người có ý chí kiên cường, lòng kiên định bất di bất dịch. Người tuổi Quý Mão đã theo đuổi điều gì là theo đuổi tới cùng. Họ có năng khiếu về khoa học xã hội, chính trị,
Quý Mão phần lớn là người có tài đức xuất sắc hơn người, được rất nhiều người yêu quý bởi sự cởi mở, tốt tính của họ. Quý Mão nếu giúp đỡ người khác sẽ rất nhiệt tình, giúp đỡ hết mình, không bao giờ cầu lợi cho bản thân. Họ không thích đối mặt với nguy hiểm, thậm chí là luôn ưu tiên cho mình sự an toàn. Dù trong bất kỳ tình huống, hoàn cảnh nào, những người này đều có khả năng điều khiển cảm xúc, giữ thái độ bình tĩnh, hòa hợp. Quý Mão thích cuộc sống tự do, yên bình. Với những người xung quanh, họ điềm đạm và dường như không bao giờ nổi nóng. Họ khá nhẹ dạ, dễ bị tổn thương bởi những sai lầm của người khác. Lĩnh vực phù hợp nhất với Quý Mão là nghệ thuật. Những sáng tạo độc đáo và tinh tế sẽ giúp họ đạt được thành công cao. Quý Mão đa phần thành đạt trong thương trường và quan trường. Họ cũng hay gặp nhiều may mắn trong cuộc đời và cũng có đức tính tiến thủ, biết nắm bắt thời cơ và chờ đợi cơ hội khi vận may tới để vươn lên. Họ có khả năng giao tiếp tốt, gây được ấn tượng với mọi người xung quanh. Quý Mão đề cao lòng tự trọng và có cái tôi khá lớn. Bất kỳ ai xúc phạm đến danh dự của mình, họ đều coi những người đó là kẻ thù. Họ hài hước, luôn tạo ra bầu không khí vui vẻ, thoải mái cho người khác. Nhưng đôi lúc, Quý Mão vô tình tự làm buồn chính mình. Có thể nói, Quý Mão thuộc vào top những con giáp may mắn nhất cả về đường công danh, sự nghiệp lẫn tình duyên. Trong cuộc sống, với mọi mối quan hệ, người tuổi Quý Mão luôn tìm cách dĩ hòa vi quý, vì thêm một người bạn là sẽ bớt đi kẻ thù. Tuy không thích chiến tranh, mâu thuẫn hay gây sự với bất kỳ ai, thế nhưng một khi có người xúc phạm thì họ sẽ trở nên cộc cằn, khó chịu. Người tuổi này có nhiều mục tiêu, chí hướng xong lại không quyết tâm, kiên trì, thường rất dễ nản chí trước khó khăn, thử thách, thay vì đối mặt với nguy hiểm thì lại muốn chọn cuộc sống an phận, bình yên trong cuộc đời. Mỗi khi khó khăn, Quý Mão lại gặp được quý nhân phù trợ, giúp đỡ, cả đời được sống trong an nhàn, bình yên. Những người này có duyên trong lĩnh vực kinh doanh, buôn bán, nếu có sự cố gắng sẽ đạt được nhiều thành công. Về vận mệnh cuộc đời, người tuổi Quý Mão thường phải sống xa quê quán mới tốt và cuộc sống nhìn chung có nhiều vất vả, long đong ngược xuôi. Tuy nhiên, tuổi Quý Mão theo mệnh kim bạch kim, khá có duyên với tài lộc, thường hay có được vận may, tài lộc đầy nhà. Một số bản mệnh tuổi Quý Mão cũng may mắn có được cha mẹ để dành cho của cải, trung vận và hậu vận được hưởng cuộc sống giàu có, khá giả. Người tuổi Quý Mão nên cực kỳ cẩn trọng, bởi tiền bạc có nhiều trong tay nhưng bất cứ lúc nào cũng có thể có chuyện bất trắc xảy ra khiến phá tài, hao của, nên hạn chế tiếp xúc với lĩnh vực đầu tư. Tuyệt đối tránh xa cờ bạc, dây nặng lãi, nên thắt chặt chi tiêu, tránh những cuộc vui chơi xa đọa không cần thiết để về già hưởng phúc an nhàn, sung túc bên con cháu. Cuộc đời Quý Mão sẽ vượt qua được mọi trở ngại trên đường đi để có thể vươn tới đích. Họ là người không thích cuộc sống gia đình, thế nhưng khi họ cần thì vẫn có thể hòa nhập cùng với mọi người trong cuộc sống. Họ luôn tìm cách né tránh những xung đột, mâu thuẫn, thế nhưng nếu có rơi vào trường hợp bất đắc dĩ thì họ vẫn có biện pháp thích đáng để bảo vệ quyền lợi của mình. Quý Mão cũng là người rất tự tin vào năng lực cùng với trí tuệ của mình, vì thế cho nên họ rất dễ dàng tìm được hạnh phúc và sự đủ đầy. Mệnh số thời trẻ phải long đong, về sau phú quý, sống lâu. Vợ chồng cần dung hòa để khỏi phải chia ly. Cuộc sống về hậu vận được sung sướng nên cần làm nhiều việc thiện để được hưởng trọn số trời. Người tuổi Quý Mão nói chung không thích tranh đấu, có lối sống bình yên, ít thăng trầm. Mặc dù họ đối xử tốt với bạn bè, đồng nghiệp, nhưng lại giữ khoảng cách khá xa với người thân. Đôi khi không thích có gia đình, không thích gánh vác trách nhiệm trong gia đình. Quý Mão sống ung dung, tự do tự tại và luôn luôn lạc quan, sống lương thiện, dễ tha thứ cho người khác. Quý Mão có tinh lực dồi dào, tinh nhanh, lanh lợi, hoạt bát, thích ứng với mọi hoàn cảnh, có thể sống thân tình với bất cứ ai. Họ là người có cá tính, kiên cường, bất khuất, nhưng cũng hay nhường nhịn, không thích tranh giành với người khác, có tình cảm tế nhị, trực quan sinh động và óc giàu tưởng tượng. Một khi đã tập trung vào công việc, Quý Mão sẽ khiến mọi người kinh ngạc về sự nhanh nhẹn, thông minh, tài trí của mình. Người này làm việc năng suất gấp nhiều lần người khác. Tuy nhiên, họ chỉ thực sự hứng thú với công việc của mình khi cảm thấy thoải mái, tự do. Nếu quá áp lực, căng thẳng, họ sẽ nhanh chóng bỏ cuộc. Thường tuổi này có tính khá cẩn thận, rộng rãi, lại nhiều mơ mộng, nhiều thông minh, lanh lợi nên phúc lộc không thiếu, suốt đời có thể yên ổn. Nam mệnh tuổi Quý Mão rất ân cần, lịch sự, tất cả những lời nói,
Cử chỉ của họ luôn hòa nhã khiến cho mọi người luôn khâm phục bởi sự thông minh, cơ trí và sẽ nghe theo lời khuyên bảo của Quý Mão. Vì rất tự tin nên họ luôn cho mình là đúng, đôi khi dẫn tới tình trạng chủ quan quá mức. Vì là người an phận thủ thường, không thích mâu thuẫn, xung đột, nên đôi lúc trở thành người nhu nhược, trong cuộc sống không có lý tưởng cao lắm, chỉ cần lúc nào mình cũng an toàn là được. Cuộc đời của nam mệnh tuổi Quý Mão có nhiều điều tốt đẹp, mọi chuyện đều được như ý muốn. Sự nghiệp nhanh chóng được tạo dựng, ở trung vận gặp nhiều may mắn, thuận lợi, đến hậu vận cũng sẽ được thảnh thơi, hưởng phúc. Nữ mệnh tuổi Quý Mão luôn hiền dịu, đảm đang, thông minh, thích giúp đỡ người khác mà không nghĩ tới sự trả ơn. Là người luôn biết cảm thông và biết chia sẻ nỗi đau khổ của người khác. Họ rất thích ăn diện, đặc biệt có thể ngồi hàng giờ ở trước gương để trang điểm. Cuộc đời của nữ mệnh tuổi Quý Mão gặp rất nhiều may mắn và thành công. Đường công danh sự nghiệp cũng được rộng mở, sáng lạng, tình duyên thì viên mãn. Tài lộc dồi dào cả thời tiền vận và trung vận, về hậu vận cũng đều được thảnh thơi, an nhàn hưởng phúc, không phải muộn phiền bất cứ chuyện gì. Sau đây sẽ là tổng quan vận trình tử vi đúng 7 ngày tới cho tuổi Quý Mão sinh 1963. Trong 7 ngày tới là bước chuyển mình mạnh mẽ và cơ hội tỏa sáng. Thời điểm này hứa hẹn mang đến cho những người tuổi Quý Mão một giai đoạn đầy khởi sắc. Theo tử vi 12 con giáp thì vận mệnh của người tuổi Quý Mão đang bước vào một thời kỳ đầy may mắn và thăng hoa. Cục diện tam hợp kết hợp với nguyệt lệnh trường sinh đã mở ra một trang mới, mang đến hàng loạt thay đổi tích cực cho cả sự nghiệp tài lộc lẫn các mối quan hệ cá nhân. Có thể nói, đây là thời điểm mà những nỗ lực trước đây của bạn sẽ được đền đáp xứng đáng, vượt xa cả sự mong đợi. Thời điểm này, sự nghiệp của người tuổi Quý Mão sẽ bùng nổ với nhiều cơ hội mới mẻ và hứa hẹn. Bạn không chỉ nhận được sự công nhận từ cấp trên và đồng nghiệp, mà còn tự mình khám phá ra những khả năng tiềm ẩn. Đây chính là thời điểm để bạn tỏa sáng vượt lên trên giới hạn của bản thân. Với tinh thần làm việc quyết liệt, trách nhiệm và khả năng sáng tạo, bạn sẽ dễ dàng mở rộng mối quan hệ hợp tác, tạo ra những bước tiến vượt bậc trong sự nghiệp. Có thể những dự án đã từng bị bỡ ngỡ này sẽ được khơi thông và bạn sẽ gặt hái được những thành công rực rỡ. Khả năng lãnh đạo của bạn được phát huy tối đa, mang lại nhiều thành tựu to lớn không chỉ cho bản thân mà còn cho cả tập thể. Hãy tự tin tiến bước vì cơ hội này không đến lần thứ hai. Về phương diện tài chính, thời điểm này sẽ mang lại nhiều tin vui cho tuổi Quý Mão. Những cơ hội đầu tư trước đây bắt đầu sinh lời, đem lại nguồn thu dồi dào. Bạn có thể an tâm phát triển những dự định tài chính mới, đồng thời củng cố những nền móng vững chắc cho tương lai. Đây là lúc bạn nên cân nhắc kỹ lưỡng, chọn những con đường an toàn để tránh rủi ro không cần thiết. Dù vận trình tài lộc thuận lợi nhưng bạn cũng không nên quá chủ quan hay vội vàng. Bản mệnh hãy dành thời gian để phân tích kỹ các khoản đầu tư trước khi quyết định, bởi điều này sẽ giúp bạn đạt được thành công bền vững và lâu dài. Mặc dù thời điểm này hứa hẹn nhiều may mắn, nhưng bản mệnh cũng cần đặc biệt chú ý đến sức khỏe của mình. Sự xuất hiện của hung tinh Bạch Hổ có thể mang đến những rủi ro bất ngờ liên quan đến tai nạn hoặc chấn thương. Công việc bận rộn và căng thẳng kéo dài cũng có thể gây ra tình trạng mệt mỏi, suy nhược về thể chất lẫn tinh thần. Hãy duy trì lối sống lành mạnh, nghỉ ngơi hợp lý và tránh xa những căng thẳng không cần thiết. Hãy chăm sóc bản thân nhiều hơn, giữ cho tâm hồn thư thái và thể chất luôn dẻo dai để có thể tiếp tục tiến bước vững vàng trong giai đoạn đầy cơ hội này. Thời điểm này, vận đào hoa của người tuổi Quý Mão sẽ nở rộ một cách đầy bất ngờ. Đối với những ai đã có đôi, mối quan hệ của bạn sẽ trở nên sâu sắc hơn bao giờ hết. Bạn và người ấy không chỉ thấu hiểu mà còn biết cách sẻ chia cùng nhau, vượt qua mọi khó khăn trong cuộc sống. Những khoảnh khắc hạnh phúc này sẽ làm cho mối tình của bạn ngày càng bền vững và hạnh phúc. Còn đối với những người độc thân, đây là thời điểm lý tưởng để bạn gặp gỡ và kết nối với nửa kia của mình. Những cơ hội lãng mạn sẽ đến một cách tự nhiên. Chỉ cần bạn mở lòng và sẵn sàng đón nhận tình cảm chân thành từ người đối diện, đừng quá lo lắng hay áp lực, hãy để mọi thứ diễn ra tự nhiên và hạnh phúc sẽ tìm đến. Sau đây sẽ là phần luận giải vận trình tử vi chi tiết trên từng phương diện của tuổi Quý Mão sinh 1963, đúng 7 ngày tới. Xét về phương diện công danh sự nghiệp của người tuổi Quý Mão 1963, trong 7 ngày tới tháng 10 âm lịch 2024. Người tuổi Quý Mão nắm bắt cơ hội bước đến đỉnh cao,
Thời điểm này mở ra một thời kỳ đầy triển vọng cho người tuổi Quý Mão. Vận trình sự nghiệp của bạn trong thời điểm này được dự báo đang trên đà phát triển vượt bậc. Đây là khoảng thời gian vàng để bạn xây dựng nền tảng vững chắc cho sự nghiệp, mưu cầu những mục tiêu lớn hơn và khẳng định giá trị bản thân. Thời điểm này là thời điểm lý tưởng để bạn mưu cầu đại sự. Nếu trước đây bạn từng ấp ủ những kế hoạch, dự án lớn nhưng chưa dám thực hiện, thì bây giờ cục diện tam hợp thái tuế và nguyệt lệnh trường sinh đang đứng về phía bạn. Vận may này không chỉ mang lại sự thuận lợi trong công việc, mà còn giúp bạn tự tin hơn khi đối diện với những thử thách. Với tinh thần chủ động không ngừng học hỏi và phát triển bản thân, bạn có thể dễ dàng nắm bắt cơ hội và khẳng định giá trị cá nhân. Đừng ngần ngại trau dồi thêm kỹ năng, mở rộng tầm nhìn và đón nhận những thách thức mới. Mỗi bước đi dù nhỏ bé đều có thể dẫn bạn đến những thành công lớn trong tương lai. Nếu có một ý tưởng táo bạo nào đang ấp ủ trong lòng, hãy biến nó thành hành động, vì vận may đang mở đường cho bạn. Sự chủ động và quyết đoán sẽ là chìa khóa thành công cho người tuổi Quý Mão trong thời điểm này. Khi bạn nắm bắt được thời cơ, có đủ niềm tin vào chính mình thì không điều gì là không thể. Tuy nhiên, nếu để sự do dự, thiếu quyết đoán chế ngự, bạn có thể bỏ lỡ những cơ hội quý giá. Những dự định lớn nếu được thực hiện ngay lúc này chắc chắn sẽ mang lại những thành tựu to lớn và phần thưởng xứng đáng. Đồng thời, các mối quan hệ xã hội cũng đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy sự nghiệp của bạn. Với bản tính cởi mở, hòa nhã và tài năng vốn có, bạn dễ dàng tạo dựng lòng tin và sự ủng hộ từ những người xung quanh. Đừng ngại tìm kiếm sự giúp đỡ khi cần. Bởi sự ủng hộ từ đồng nghiệp, bạn bè sẽ là động lực lớn giúp bạn vượt qua khó khăn và đạt được thành công nhanh chóng hơn. Thời điểm này, bạn có thể nhận được cơ hội đi công tác hoặc tham gia các dự án lớn hơn. Đây là cơ hội tuyệt vời để bạn mở mang tầm nhìn và nâng cao kỹ năng. Mỗi chuyến đi không chỉ là dịp để bạn học hỏi, mà còn là cơ hội để bạn chứng minh năng lực bản thân với cấp trên và đồng nghiệp. Hãy chuẩn bị thật tốt vì những trải nghiệm này sẽ giúp bạn phát triển toàn diện hơn, tạo nên bản lĩnh vững vàng cho những thử thách tiếp theo. Hãy tận dụng mọi cơ hội được trao, vì sau mỗi thử thách là những phần thưởng quý giá đang chờ đón bạn. Việc trải nghiệm môi trường làm việc mới, gặp gỡ đối tác hay đối diện với những khó khăn trong công tác sẽ giúp bạn tự tin hơn, đồng thời củng cố vị trí của mình trong công ty và xã hội. Dù sự nghiệp của bạn đang trên đà phát triển, nhưng không thể phủ nhận rằng cuộc sống không phải lúc nào cũng trải đầy hoa hồng. Những thử thách và áp lực là điều không thể tránh khỏi. Tuy nhiên, đây chính là cơ hội để bạn rèn luyện sự kiên nhẫn, lòng can đảm và bản lĩnh. Đừng sợ đối diện với khó khăn, vì chỉ khi vượt qua chúng, bạn mới thật sự hiểu được khả năng của mình và tìm ra con đường phù hợp nhất để tiến bước. Nếu bạn đang trong quá trình tìm kiếm công việc, thì thời điểm này cũng mang đến cho bạn nhiều cơ hội mới mẻ. Thời điểm này là lúc bạn nên nâng cao khả năng chuyên môn, tham gia các khóa đào tạo và mở rộng mạng lưới quan hệ xã hội. Mọi nỗ lực này sẽ giúp bạn nổi bật trong các buổi phỏng vấn và nhanh chóng tìm được công việc mơ ước quan trọng nhất. Hãy tự tin và thể hiện bản thân một cách tự nhiên, vì thành công sẽ đến với những ai biết nắm bắt cơ hội. Xét về phương diện tài lộc của người tuổi Quý Mão sinh 1963, trong 7 ngày tới tháng 10 âm lịch 2024. Đúng trong 7 ngày tới, người tuổi Quý Mão sẽ đón lộc trời ban, xây lên một nền tảng vững chắc. Tài vận của người tuổi Quý Mão tỏa sáng rực rỡ, mang đến nhiều cơ hội bất ngờ và những khoản thu lớn. Những nỗ lực không ngừng của bạn trong sự nghiệp này đã đến lúc gặt hái quả ngọt, mang đến cho bạn sự thoải mái về tài chính và niềm vui. Sự thành công trong thời điểm này cũng là nhờ cục diện tam hợp và ảnh hưởng tích cực từ nguyệt lệnh trường sinh, đặc biệt là sự xuất hiện của thực thần, ngôi sao tài lộc chiếu mệnh người tuổi Quý Mão. Bản mệnh sẽ không chỉ đón nhận nguồn thu nhập ổn định từ công việc chính mà còn mở ra thêm nhiều nguồn lợi phụ, dòng tiền đổ về liên tục giúp bạn có sự cân đối thu chi hợp lý, đồng thời còn dư giả để giải quyết các nhu cầu tài chính cấp bách cho bản thân và gia đình. Bạn có thể cảm nhận rõ ràng sự hanh thông trong dòng chảy tài lộc. Dù ở bất kỳ lĩnh vực nào, từ kinh doanh đến đầu tư hay làm công ăn lương, bạn đều nhận được những tín hiệu tích cực và thuận lợi. Những quý nhân xuất hiện kịp thời không chỉ mang đến cơ hội làm ăn lớn mà còn dẫn dắt bạn trên con đường phát triển dài hạn, giúp bạn xây dựng được mối quan hệ kinh doanh bền vững. Đây là thời điểm thích hợp để bạn mạnh dạn thực hiện các dự án mới, hợp tác kinh doanh hoặc mở rộng quy mô đầu tư của mình. Nếu bạn đang hoạt động trong lĩnh vực đầu tư hay kinh doanh, thời điểm này chính là thời điểm vàng để bạn hiện thực hóa những kế hoạch lớn.
Hãy tự tin ký kết hợp đồng, không ngại mở rộng quy mô sản xuất hay thử nghiệm những lĩnh vực mới, bởi vận khí thịnh vượng đang thúc đẩy bạn tiến lên. Những quyết định đầu tư sáng suốt trước đây, giờ đây đã bắt đầu mang lại quả ngọt, đem về nguồn lợi nhuận lớn hơn cả mong đợi. Đừng do dự, chần chừ, bởi nếu không nhanh tay nắm lấy cơ hội quý giá này có thể tuột khỏi tầm tay. Thời điểm này không chỉ giúp bạn đạt được sự ổn định tài chính, mà còn đặt nền móng vững chắc cho những dự định dài hạn trong năm tới. Với tinh thần cầu tiến và quyết tâm không ngừng, bạn sẽ dễ dàng mở rộng được mạng lưới kinh doanh, tạo ra các kênh thu nhập ổn định và gia tăng đáng kể tài sản của mình. Tuy nhiên, không vì những thắng lợi hiện tại mà bạn lơ là hay mạo hiểm vào những lĩnh vực không chắc chắn. Càng gần về cuối năm, bạn cần thận trọng hơn trong mọi quyết định. Việc đầu tư bền vững và chắc chắn là chìa khóa để bạn giữ vững tài vận. Đừng chạy theo những phi vụ mạo hiểm mà bỏ qua tính an toàn trong dài hạn. Nếu biết tận dụng thời cơ và giữ cho mọi thứ ổn định, bạn chắc chắn sẽ đứng vững ở vị trí đầu bảng trong cuộc chơi tài chính này. Bên cạnh đó, sự thành công về tài chính trong thời điểm này cũng không đến một cách tự nhiên. Bạn vẫn cần phải nỗ lực và duy trì thái độ làm việc chăm chỉ để đạt được những kết quả tốt hơn. Việc lập kế hoạch tài chính cụ thể sẽ giúp bạn quản lý dòng tiền hiệu quả hơn. Đây không chỉ là cơ hội để kiếm được nhiều tiền hơn, mà còn là thời gian lý tưởng để bạn cải thiện kỹ năng quản lý tài chính cá nhân, chuẩn bị cho những bước phát triển xa hơn. Nếu bạn là người thường xuyên lập kế hoạch tài chính và luôn hướng tới sự bền vững trong đầu tư, thì thời điểm này sẽ mang lại cho bạn nhiều lợi ích lâu dài. Hãy tận dụng thời gian này để không chỉ kiếm tiền mà còn học hỏi thêm về các chiến lược đầu tư thông minh, mở rộng kiến thức quản lý tài chính. Đây là những bài học quý giá, giúp bạn không chỉ thành công ở hiện tại mà còn duy trì được sự thịnh vượng về lâu dài. Đừng ngần ngại tham gia các khóa học về tài chính, đầu tư hoặc quản lý tài sản, vì những kiến thức này sẽ giúp bạn khai thác tối đa tiềm năng của tài sản hiện có, đồng thời đảm bảo sự phát triển ổn định cho tương lai. Thời điểm này, bạn có thể biến những đồng tiền mình kiếm được trở thành nền tảng vững chắc cho những dự định dài hạn, giúp bạn an tâm và tự tin hơn trên hành trình phía trước. Xét về phương diện tình duyên, gia đạo của người tuổi Quý Mão sinh 1963, đúng trong 7 ngày tới tháng 10 âm lịch 2024. Trong 7 ngày tới là thời điểm mà người tuổi Quý Mão sẽ cảm nhận rõ ràng sự thăng hoa trong chuyện tình cảm, với sự xuất hiện của cục diện bán hợp thái tuế. Vận đào hoa của bạn bỗng nhiên rực rỡ hơn bao giờ hết, mang đến những chuyển biến tích cực trong các mối quan hệ từ gia đình đến tình yêu. Cả tinh thần và cảm xúc của bạn đều trở nên phấn chấn, lạc quan và tràn đầy hạnh phúc. Đối với những người còn độc thân, thời điểm này có thể là lúc mà bạn tìm thấy một nửa của đời mình. Vũ trụ đang dẫn lối để bạn gặp gỡ những người đặc biệt và rất có thể trong những cuộc gặp gỡ ấy, bạn sẽ nhận ra tình yêu đích thật của đời mình. Tuy nhiên, điều quan trọng là bạn cần phải mở lòng chân thành và kiên nhẫn trong việc xây dựng những mối quan hệ. Đây chính là chìa khóa để bạn tìm được một tình yêu vững chắc và bền lâu. Đừng sợ hãi trước những cảm xúc mới mẻ, hãy để tình yêu tự nhiên dẫn dắt bạn qua những hành trình, cảm xúc đầy thú vị trong thời điểm này. Hãy tận dụng cơ hội giao lưu, gặp gỡ nhiều người mới và không ngần ngại bày tỏ bản thân. Bạn sẽ sớm nhận ra rằng, một tình yêu chân thành không chỉ là sự rung động thoáng qua mà còn là sự chia sẻ, sự đồng cảm và gắn kết thực sự. Với những người đã có đôi có cặp, thời điểm này là khoảng thời gian tuyệt vời để tình cảm của hai bạn thêm phần sâu sắc và gắn kết những kỷ niệm. Những khoảnh khắc bên nhau trong thời điểm này sẽ làm cho mối quan hệ của bạn trở nên bền chặt hơn. Cả hai không chỉ cùng nhau trải qua những niềm vui mà còn biết cách đồng hành, hỗ trợ và chia sẻ với nhau qua những thử thách trong cuộc sống. Bạn và người ấy không chỉ tìm được tiếng nói chung trong những vấn đề nhỏ nhặt hàng ngày, mà còn biết cách đặt mình vào vị trí của đối phương để thấu hiểu. Từ đó hạn chế được nhiều tranh cãi không đáng có. Sự hài hòa đồng cảm này chính là nền tảng cho một gia đạo an yên và bình lặng. Thời điểm này, bạn sẽ cảm nhận được rằng tình yêu không chỉ là những lời nói ngọt ngào mà còn là sự quan tâm, chăm sóc tinh tế từ người bạn đời của mình. Những lời động viên, khích lệ từ người ấy sẽ trở thành nguồn sức mạnh lớn lao, giúp bạn vượt qua những áp lực công việc và đạt được nhiều thành công. Nhờ vào tình yêu thương ấy, bạn sẽ nhận ra rằng tình yêu chính là nền tảng vững chắc để bạn tiến xa hơn trong cuộc sống. Với tuổi Quý Mão, tình yêu trong thời điểm này không chỉ là những cảm xúc thoáng qua, mà còn mang theo dấu hiệu cho những quyết định quan trọng trong tương lai. Bạn sẽ cảm thấy rằng
Tình yêu không chỉ là một phần cuộc sống, mà còn là một yếu tố quyết định cho hạnh phúc và sự bình yên trong gia đạo. Nếu bạn đã trải qua những tháng ngày bên nhau đầy hạnh phúc và tin tưởng rằng đây là người bạn đời thực sự của mình, thì thời điểm này có thể chính là thời điểm mà bạn sẽ suy nghĩ nghiêm túc về những bước đi xa hơn. Một đám cưới hay một quyết định sống chung có thể sẽ đến trong thời điểm này, đánh dấu sự gắn kết mãi mãi trong mối quan hệ tình cảm của bạn. Ngoài tình yêu thì gia đình cũng là một mảng quan trọng trong cuộc sống của người tuổi Quý Mão. Những cuộc trò chuyện đầm ấm, những bữa cơm gia đình hạnh phúc sẽ trở thành nguồn năng lượng tích cực cho bạn. Đây là lúc bạn nên dành nhiều thời gian hơn cho người thân, lắng nghe và thấu hiểu những người xung quanh để củng cố mối quan hệ gia đình. Cùng với đó, nếu có những mâu thuẫn nhỏ trong gia đình, đây cũng là thời điểm tốt để bạn hóa giải và mang lại sự bình yên, hòa hợp. Sự thấu hiểu và lòng vị tha sẽ giúp gia đạo của bạn luôn an vui, hài hòa và trở thành chỗ dựa tinh thần vững chắc. Xét về phương diện sức khỏe của người tuổi Quý Mão sinh 1963, trong 7 ngày tới tháng 10 âm lịch 2024, người tuổi Quý Mão trong thời điểm này sẽ có một thể trạng khá lý tưởng với sức khỏe ổn định và tinh thần vững vàng. Đây là khoảng thời gian mà bạn sẽ cảm nhận rõ ràng sự dồi dào về năng lượng, giúp bạn có thể tập trung vào theo đuổi những công việc dự định đã ấp ủ từ lâu. Nhờ vào sự bình ổn của sức khỏe, thể chất và trạng thái tinh thần tốt, bạn sẽ có đầy đủ năng lượng để đối mặt với những thử thách trong cuộc sống. Những áp lực từ công việc, gia đình và các mối quan hệ xung quanh không thể làm bạn chùn bước. Ngược lại, bạn còn biết cách khai thác chính những khó khăn đó để tạo động lực tiến lên trong mọi mặt cuộc sống. Tuy nhiên, cuộc sống không phải lúc nào cũng suôn sẻ. Hung tinh Bạch Hổ xuất hiện vào thời điểm này như một lời cảnh báo, nhắc nhở người tuổi Quý Mão không được chủ quan. Dù cảm thấy khỏe mạnh, việc giữ gìn và bảo vệ sức khỏe vẫn luôn là yếu tố quan trọng hàng đầu. Hung tinh này mang theo nguy cơ về những sự cố bất ngờ hoặc tai nạn nhỏ, có thể ảnh hưởng đến sức khỏe của bạn. Điều này đòi hỏi sự cảnh giác cao độ, không nên lơ là hay xem thường các dấu hiệu nhỏ. Công việc bận rộn có thể là nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng căng thẳng kéo dài. Những lo toan công việc, trách nhiệm đôi khi khiến bạn quá tập trung vào sự nghiệp mà quên mất việc chăm sóc bản thân. Dù trạng thái sức khỏe hiện tại có tốt đến đâu, nhưng nếu không biết giữ gìn, tinh thần mệt mỏi, lao lực cũng sẽ dẫn đến suy giảm sức khỏe về lâu dài. Do đó, bài học quan trọng nhất trong thời điểm này đối với người tuổi Quý Mão chính là cân bằng giữa công việc và sức khỏe cá nhân. Đừng để công việc cuốn bạn vào dòng xoáy mà quên đi những giây phút nghỉ ngơi, thư giãn. Hãy lắng nghe cơ thể mình, biết khi nào cần nghỉ ngơi và khi nào cần tái tạo năng lượng để duy trì sức khỏe ổn định và tránh những vấn đề không mong muốn. Hãy bắt đầu bằng việc tạo thói quen tham gia các hoạt động thể chất, thể dục thường xuyên. Bạn có thể thử những môn thể thao ngoài trời như đi bộ, đạp xe hoặc tập yoga để giúp thư giãn tinh thần và làm mạnh mẽ cơ thể. Không những thế, các hoạt động thể thao này còn giúp cải thiện tuần hoàn máu, tăng cường sức đề kháng, ngăn ngừa các bệnh giặc dễ mắc phải trong mùa lạnh. Bên cạnh đó, chế độ ăn uống cân bằng và dinh dưỡng đầy đủ cũng là yếu tố không thể thiếu. Hãy chú trọng đến việc bổ sung nhiều rau xanh, trái cây và các thực phẩm giàu protein để cung cấp năng lượng dồi dào cho cơ thể. Hạn chế thức ăn nhanh, đồ ăn dầu mỡ vì chúng có thể gây ảnh hưởng xấu đến sức khỏe trong thời gian dài. Ngoài ra, giấc ngủ đủ giấc cũng là chìa khóa quan trọng giúp tinh thần minh mẫn để cơ thể phục hồi sau mỗi ngày dài làm việc căng thẳng. Đừng để những áp lực công việc làm bạn mất đi giấc ngủ quý giá, vì thiếu ngủ lâu ngày sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe. Với người tuổi Quý Mão, thời điểm này cũng là thời điểm để bạn tập trung vào việc giải tỏa những căng thẳng trong cuộc sống. Những áp lực đến từ nhiều phía đôi khi sẽ khiến bạn cảm thấy mệt mỏi về tinh thần. Nhưng đừng lo lắng quá, hãy dành thời gian cho chính mình thực hiện những sở thích cá nhân, thư giãn bằng cách đọc sách, nghe nhạc hay trò chuyện với những người thân yêu. Một điều quan trọng nữa, hãy biết cách sắp xếp thời gian hợp lý, không nên ôm đồm quá nhiều công việc cùng lúc. Dù có nhiều hoài bão và kế hoạch, nhưng nếu bạn không biết chia nhỏ và thực hiện chúng một cách tuần tự, sự căng thẳng có thể ập đến bất ngờ, ảnh hưởng lớn đến tinh thần và thể chất. Cẩm nang dượng dận cho tuổi Quý Mão sinh 1963, đúng 7 ngày tới. Khẩu quyết: bản mệnh nên chủ động nắm bắt được thời cơ. Tiếp theo chương trình sẽ là phần luận giải vận trình tử vi chi tiết đúng 7 ngày tới dành cho tuổi Quý Mão sinh 1963.
Đầu tiên là tử vi từ ngày mùng 9 đến ngày 12 tháng 10 âm lịch của tuổi Quý Mão sinh 1963. Người tuổi Quý Mão được sao Bách Diệt chiếu mệnh, mang đến vận đào hoa dưỡng phát. Đây chính là thời điểm lý tưởng cho những người độc thân tìm kiếm tình yêu đích thực của mình. Những mối quan hệ xã giao mới mẻ sẽ mở ra những cơ hội tình cảm đặc biệt. Hãy sẵn sàng mở lòng và đón nhận những cảm xúc mới. Đối với những người đã có gia đình, đây cũng là thời điểm giúp bạn và người ấy hàn gắn những hiểu lầm, khúc mắc từ trước. Không khí gia đình trở nên ấm áp hơn khi hai bạn biết cách thấu hiểu và lắng nghe nhau. Hãy tận dụng thời gian này để vun đắp tình cảm, tạo thêm những kỷ niệm đáng nhớ bên nhau. Công việc trong thời điểm này cũng có nhiều khởi sắc. Bạn có nhiều cơ hội giao lưu, gặp gỡ những đối tác quan trọng. Không chỉ mở rộng mạng lưới quan hệ, mà còn tạo nền tảng cho sự phát sự nghiệp trong tương lai. Tuy nhiên, cần chú ý kiểm soát cảm xúc và không để tình cảm lấn át lý trí. Những quyết định cảm tính có thể dẫn đến sai lầm. Do đó, bạn cần phải cẩn trọng cân nhắc mọi việc một cách thấu đáo trong công việc. Hãy phát huy tối đa khả năng ứng biến linh hoạt của mình. Quý Mão có khả năng thích ứng nhanh với mọi hoàn cảnh, nhưng cần lắng nghe ý kiến từ những người xung quanh để có cái nhìn toàn diện hơn. Đừng khăng khăng với quan điểm của mình vì chưa chắc bạn đã luôn đúng. Quý nhân phù trợ là tuổi Hợi và tuổi Mùi. Tiểu nhân cản trở là tuổi Dậu và tuổi Thìn. Màu sắc may mắn là màu xanh da trời và trắng. Con số may mắn là 44, 83 và 97. Tiếp theo là tử vi từ ngày 13 cho đến ngày 15 tháng 10 âm lịch, tuổi Quý Mão sinh 1963. Bước sang thời điểm này, vận trình tài lộc của người tuổi Quý Mão bừng sáng nhờ có các tinh thực thần soi rọi. Đây là thời điểm tuyệt vời để bạn thực hiện các kế hoạch kinh doanh hoặc đầu tư mới. Những người làm trong lĩnh vực kinh doanh buôn bán sẽ thấy doanh thu tăng trưởng rõ rệt, tiền bạc dồi dào chảy vào túi không ngừng. Nếu có ý định mua nhà, mua xe hay đầu tư vào lĩnh vực bất động sản thì đây là thời điểm thuận lợi để thực hiện. Tuy nhiên, bạn cần tránh những quyết định hấp tấp hoặc mạo hiểm quá mức. Dù vận may đang mỉm cười với bạn nhưng mọi hành động cũng cần được suy xét cẩn thận để tránh những rủi ro không đáng có. Hãy dành thời gian nghiên cứu, phân tích kỹ lưỡng trước khi đưa ra quyết định đầu tư lớn. Trong những ngày này, sức khỏe của bạn cũng cần được chú ý hơn. Công việc bận rộn có thể khiến bạn bị căng thẳng, dễ dẫn đến mệt mỏi và suy nhược. Hãy cố gắng duy trì chế độ ăn uống hợp lý và dành thời gian nghỉ ngơi để tái tạo năng lượng. Tinh thần thoải mái và thể chất khỏe mạnh sẽ giúp bạn vượt qua mọi thử thách một cách dễ dàng. Về mặt tình cảm, mối quan hệ gia đình vẫn duy trì được sự ổn định và hài hòa. Hãy tiếp tục dành thời gian chăm sóc cho tổ ấm của mình. Đặc biệt là với người bạn đời, sự quan tâm và chia sẻ sẽ giúp tình cảm giữa hai bạn càng thêm bền chặt. Quý nhân phù trợ là tuổi Mùi và tuổi Tuất. Tiểu nhân là tuổi Tỵ và tuổi Thân. Màu sắc may mắn là màu đỏ và màu vàng. Con số may mắn là 22, 58, 91 và 13. Quý khán giả thân mến, bí quyết cải mệnh tuổi Quý Mão trong 7 ngày tới này: hãy thường xuyên tích đức, hành thiện và làm nhiều việc tốt. Nếu có cơ hội, hãy cố gắng giúp đỡ những người lớn tuổi và tất nhiên là không mong cầu báo đáp bất cứ điều gì. Hãy thường xuyên thăm hỏi và trò chuyện cùng họ. Đồng thời, bạn cũng nên xây dựng những mối quan hệ tốt đẹp khác. Khi bạn không ngừng giúp đỡ những người xung quanh thì hạt giống thiện lương sẽ được ươm mầm và nảy nở. Một ngày nào đó, bạn sẽ nhận được thành quả. Hãy sống một cuộc đời đúng đắn, luôn giữ vững phẩm hạnh và lòng nhân ái. Nếu có thể làm được như vậy thì phúc còn chưa đến, họa đã tức khắc rời đi. Hãy xây dựng kế hoạch mà bạn muốn thực hiện trong tương lai một cách chi tiết và tỉ mỉ. Hãy giữ kín những hoài bão này, không tiết lộ điều này với bất kỳ ai, ngay cả với cha mẹ hoặc đồng nghiệp xung quanh, và kiên trì theo đuổi mục tiêu của mình một cách lặng lẽ. Đến lúc bạn đạt được thành công mà bản thân mong muốn, rồi mọi người sẽ cảm thấy thực sự bất ngờ và trầm trồ với những cố gắng của bạn. Ngược lại, nếu bạn vội vàng chia sẻ kế hoạch của mình ra và sau này sự việc không được như kỳ vọng, thì những chia sẻ trước đó có thể sẽ làm bạn gặp phải phiền toái. Nếu những tính toán của bạn không được như bạn mong muốn, có thể tương lai bạn sẽ phải đối diện với những lời châm chọc khiến bạn cảm thấy tổn thương lòng tự trọng. Đôi khi, trong cuộc sống sẽ có những điều không thực sự cần thiết phải chia sẻ ra, và nếu như chúng ta không để tâm thì rất có thể sẽ tạo ra cơ hội cho những người ghen ghét. Tìm cách đàm tiếu sau lưng,
Hãy giữ tinh thần ở trạng thái tốt nhất, duy trì một thái độ tích cực và lạc quan trong cuộc sống. Cho dù gặp phải bất cứ sự việc gì, dù tốt hay xấu thì chúng ta cũng không nên cảm thấy quá đỗi vui mừng hay thất vọng. Đồng thời, cố gắng để không chịu tác động bởi trường năng lượng của người khác, chúng ta cần phải giữ vững tâm trí và tốt hơn hết là tránh xa những điều thị phi đang xảy ra xung quanh mình. Điều này đồng nghĩa với việc chúng ta phải thực sự có trách nhiệm đối với bản thân bằng cách suy xét kỹ lưỡng trước khi đưa ra một quyết định nào đó. Hãy thức tỉnh sức sống đang ngủ yên trong bạn, đừng để bản thân mình mắc kẹt trong không gian bốn bức tường một cách lặng lẽ. Khi con đường phía trước của chúng ta liên tục được kiến tạo bằng những bước chân không ngừng nghỉ, tâm hồn của bạn được phép tự do bay bổng nơi không gian bao la và vận may sẽ dần dần mỉm cười với bạn. Khi bạn tràn đầy năng lượng và nhiệt thành thì may mắn sẽ luôn gõ cửa giống như một người bạn đồng hành tin cậy, dòng nước ngừng chảy, sẽ cô động và sinh ra bùn lầy, con người đứng yên bất động sẽ dần bị thời gian lãng quên. Hãy cùng nhau vận động để cuộc sống luôn tươi mới và rực rỡ bạn nhé. Chương trình đến đây xin được tạm dừng. Nếu thấy video này hữu ích, cô bác có thể dành chút thời gian ấn nút đăng ký kênh và chia sẻ video này tới những người thân yêu của mình, để cùng nhau đón những điều may mắn đúng 7 ngày tới này nhé. Xin chào và hẹn gặp lại cô bác ở các video tiếp theo.